Giữa khuôn viên trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi mộ cổ gắn liền với nhiều câu chuyện gùm gợn được đồn đại qua nhiều thế hệ. Ngôi mộ này nằm đối diện tòa nhà B6 của trường, không còn hình dáng nguyên bản mà được xây đắp thêm cho giống một bồn hoa, hình khối vuông, mỗi cạnh dài khoảng 2,5 m, cao khoảng 50 cm. Bốn góc mộ là bốn hố vuông, chính giữa là một hố tròn được đổ đất để có thể trồng cây. Trong cái hố trồng cây có khá nhiều chân hương và đôi khi còn có cả bánh trái và đồ cúng. Theo lời kể của sinh viên trong trường, xung quanh sự tồn tại khó hiểu của ngôi mộ này là những lời đồn đại gùm gợn về những lần giải tỏa mộ bất thành nhiều thập niên trước. Lần đầu tiên là khoảng năm 1956 khi việc tạo mặt bằng để xây Đại học Bách khoa được tiến hành. Trước khi phá mộ, đơn vị thi công đã cúng kiến chu đáo. Nhưng chỉ sau nhát búa đầu tiên, người công nhân dùng búa đập mộ lăn ra đột tử, khiến những người có mặt kinh hoàng và không dám đụng vào ngôi mộ nữa. Khi Đại học Bách khoa đã hoạt động, vấn đề giải tỏa mộ lại được đặt ra lần nữa. Lần này ngay sau nhát búa đầu tiên, ngôi mộ có nước một đường nhỏ, trong khe nước có làn khói tự nhiên xì ra, mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Và những ai không may hít phải khói đó sau này đều hóa điên, trong đó có một giáo sư của trường. Do không thể di dời cũng không thể để nguyên ngôi mộ như thế giữa sân trường nên người ta đã dùng gạch đắp lên mộ, ngụy trang thành một bồn hoa như ngày nay. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của ngôi mộ lạ lùng này. Có người cho rằng đây là mộ của một người phu cao su vì mảnh đất xây Đại học Bách khoa xưa kia là gừng cao su bạc ngàn. Theo ý kiến khác, đây có thể là ngôi mộ của một thương gia người Hoa. Sau khi người này mất, con cháu của ông đã đem thi hài đến nơi này chôn để có người theo hầu và bảo vệ mộ phần. Con cháu của ông đã chôn thêm một thiếu nữ theo thuật chứng nghiệm cổ truyền. Cho đến nay, mọi câu chuyện quanh mộ cổ giữa Đại học Bách khoa vẫn chỉ là lời kể truyền miệng, những đồn đoán thiếu căn cứ. Có lẽ về sự thật ngôi mộ cổ này sẽ không được giải đáp trong một sớm một chiều được.